hello mọi người tôi là Vinh và bây giờ mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho mọi người à, cái cách mua hàng trên website store1.vn. À, bên anh mình thì vừa nâng cấp một số cái chức năng thì hôm nay mình cũng không có thời gian để giới thiệu cho mọi người những chức năng đó mới như thế nào và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu chúng ta cách chúng ta mua hàng tại dịp đang có một số khuyến mãi đó thì à, mình hướng dẫn để anh em có thể vào mua và sắp đó mình sẽ đẩy mạnh rất là nhiều cái chương trình trên website store1.vn cũng như là ứng dụng của store một trên app store thì cái này thì mình chưa có release là chưa có công bố lên để mọi người có thể mua nhưng mà sẽ sớm 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 có thôi ha rồi ok đầu tiên thì chúng ta sẽ vào website store là 1. vn nha anh em đó đây khi chúng ta vào website này khi chúng ta mua hàng thì nó rất là đơn giản luôn rất là đơn giản à, giả sử mọi người mua vào là mọi người chưa giờ có tài khoản gì hết thì bây giờ chúng ta đăng ký tài khoản chúng ta mua cái việc đăng ký tài khoản chỉ tốn cho mình dọn dẹn chỉ được 30 giây nữa à, website mình đăng ký rất là nhanh mọi người chỉ cần nhập số điện thoại di động của mình thôi đây là số điện thoại di động của mình à, ở đây mình có cho mọi người đăng ký bằng whatsapp nếu mà chúng ta có whatsapp thì chúng ta thể click vào whatsapp này thì nó cũng đã xác minh tài khoản cho mình luôn à, nó đơn giản quá nếu anh em nào đang sử dụng chính cái số tài khoản cái số điện thoại của mình và cho đang đăng nhập trên facebook luôn là nó đang nhập luôn không cần phải xác minh nữa còn nếu chúng ta xác minh là chúng ta xác minh một lần duy nhất thôi rất là đơn giản đúng không rồi, vô đây thì mọi người sẽ thấy đây là những cái sản phẩm mọi người hay than phiền là không có sản phẩm mới thì thật ra ngày nào mình cũng có sản phẩm mới đó. À, tại vì cái phần này nó cập nhật không có mình set là tới 24 giờ thì nó mới cập nhật một lần, 24 giờ cập nhật một lần. Nên là đôi khi anh em không thấy cái đồ mới nhưng thật sự nếu mọi người đi ý hay vào thì sẽ thấy đồ mới hoài à, ngày nào cũng có đồ mới hết. Đó. Đó đó. À, đây. Nha, mấy cái đồ này đồ mới không nè? Đó, mọi người thấy đồ mới không luôn thì đang có cái chương trình khuyến mãi như thế nào và có những cái gì đặc biệt mà mọi người nên mua trên website store là một vn đầu tiên đó là mình có nói với mọi người đó là nếu hiện tại à, mọi người mua hàng mà những cái hàng có khối lượng nặng từ 3 kg 5 kg hoặc là trên 5 kg đó hoặc là kích thước tới một mét luôn thì mọi người có thể dễ dàng đặt hàng trên website store một vn và đặc biệt đó là cái phí ship cực kỳ rẻ luôn cực kỳ rẻ mình phải nói là rất là rẻ luôn chẳng hạn như À, mình sẽ check cho mọi người xem một cái đơn hàng bình thường nếu mà hồi xưa mà chúng ta mua thì nó là bao nhiêu tiền và bây giờ mua tà là nó là bao nhiêu tiền nha những cái hàng nặng đấy nha còn những đơn hàng nhẹ thì nó sẽ vẫn là tối ưu vẫn là rất là rẻ luôn bên mình sử dụng hai đơn vị vận chuyển đó là giao hàng tiết kiệm và giao hàng nhanh thì hai cái đơn vị này đã tích hợp API à, trên cái hệ thống website của mình tức là khi mình tạo đơn hàng thì mọi thứ nó tính toán thì bên mình có một thuật toán là tối ưu một là ship nhanh nhất hai là ship rẻ nhất và anh em thể chọn và mình sẽ kết hợp hai cái điều kiện đó với nhau để đưa ra hai cái lựa chọn là vừa nhanh vừa rẻ cho mọi người à, cái đó là khi nên khi mọi người nhìn trên cái website của mình thì chỉ có thấy hai cái lựa chọn nhưng thật ra hai lựa chọn là hai lựa chọn tốt nhất rồi đó Đó à, nếu mà để nó dài một nùi luôn cái lựa chọn thật sự những lựa chọn đó nó cũng không có cần thiết rồi thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem mình thử một cái sản phẩm thường những sản phẩm có khối lượng lớn chẳng hạn như là cái bộ bất nhích của hãng Stanley SBI 201 d 2K đi rồi khi mà chúng ta muốn mua chúng ta chỉ cần nhấn vào nút mua hàng thì nó sẽ hiện trên cái giỏ hàng của mình thì đây vô giỏ hàng thì mình sẽ xem giỏ hàng à, mình bỏ bớt một sản phẩm đi cho cái khối lượng nó vừa thôi à, dưới 5 kg thì đấy là giá đó là VAT nên em thấy rõ ràng ha chưa gặp phí vận chuyển thì ở đây mình có một cái địa chỉ mình ép thử thôi thành địa chỉ mình ở đâu này nhận tại cửa hàng thì đương nhiên là sẽ miễn phí vận chuyển rồi nhưng khi mà mọi người ship đi thì chúng ta thấy rằng ở đây thì cái cái khối lượng của mình ship đi thì cái đơn hàng này nó chỉ có 71.500 đồng thôi chỉ có 71.500 đồng ra ngày 13 tháng 11 à, ngày 13 tháng 1 bây giờ mình sẽ thêm một sản phẩm này là hai số lượng là hai thì chúng ta sẽ thấy là cái số lượng phí ship nó sẽ như thế nào Đây, 137.500 đồng. Đó, gấp đôi. ba cái. Tại vì khi lúc đó người ta sẽ tính bằng cái... 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 Cái, cái gì ta? Cái, cái... cái... cái thể tích nữa. Mình sẽ cho coi cái khác. À, một cái máy chỉ có 73.500 đồng thôi. Rồi, mình thử cái máy này. Đây là một cái máy khá nặng. Rồi, mình sẽ chọn một cái thôi. Bình thường nếu mà mình chưa có tích hợp cái cái phần gọi là cái 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 cái, cái chương trình khuyến mãi của hàng hàng giao yeah, hàng nhanh đó thì cái phí ship mà lúc mình check lúc sáng là 103.000 cho đơn vị giao hàng tiết kiệm. À, còn bây giờ hiện tại nó chỉ có 55 ngàn thôi Chỉ 55 ngàn tại vì bên mình đã nói là nếu đồng giá Chỉ cần ship ra khỏi Sài Gòn Đồng giá 55 ngàn cho tất cả đơn hàng trên dưới 5 kg Nhưng mà đến mình phải cam kết là một tháng là phải 1 000 đơn Một khoảng 1 ngàn đơn nên là cái áp lực cũng kinh khủng lắm chứ không phải đơn giản nha anh em à, Nếu mà mình nghĩ là mình có thể làm được cái chuyện đó với cái sự hỗ trợ này Đó 55 ngàn anh em thấy nó rẻ ghê chưa Quá trời rẻ luôn cái này là chưa có những cái chương trình kết hợp khác nha thì bây giờ mình sẽ cho anh em thấy một cái chương trình à, kết hợp à, giảm giá, tức là bên mình sẽ trợ giá thì nó sẽ như thế nào. Đây, DCD777, à đây con này đang được giảm giá 300 ngàn, không những giảm giá 300 ngàn mà còn được trợ giá 50% tiền ship nữa. Quá trời hỗ trợ luôn, quá trời hỗ trợ luôn ha, mình sẽ bỏ cái này đi thì cái điều cải tiến của mình khi mà những cái promotion mà dành cho một cái sản phẩm cố định hoặc là một sản phẩm mình chỉ định đó, là anh em không cần phải thêm cái mã giảm giá vô luôn tự động nó nhận cái mã giảm giá luôn chúng ta không cần phải làm gì hết không cần phải làm gì hết chỉ cần tiến hành thanh toán thôi đây ha phí giao hàng là 71.500 đồng để hành tiết kiệm nha mọi người bình tĩnh bình tĩnh tại vì đây không phải là cái mức phí cuối cùng À, sau khi mà mình tiến hành thanh toán thì nó mới cho mình cái mức phí cuối cùng đây là cái mức phí cuối cùng mà chúng ta phải thanh toán cho việc chuyển có 35.750 đồng thôi quá trời rẻ tức là mình đã trợ giá hết 37.750 đồng rồi đó còn còn phần lại còn lại 10 triệu á nhưng với điều kiện là chúng ta phải chuyển khoản ngân hàng và sau khi chúng ta xong thì chúng ta cần xác nhận thôi đây mọi người thấy cái mã giảm giá nó đã được tự ép vô tự ép vô rồi và nếu chúng ta hủy hủy áp dụng á, thì thì nó là 71.500 đồng nhưng mà mọi người đừng lo thì chúng ta cũng có thể áp dụng lại ha chỉ cần chúng ta nhớ cái mã thôi đây thì nó sẽ à, ủa sao mất tiêu rồi 77 BCD 77 D2 hình như là mình không không mình hủy rồi là mình không có được áp lại đó mọi người ha tức nghĩa là à, suy nghĩ đương nhiên là tự nhiên có khuyến mãi xong là không dùng xong lại lại hủy thì nó hơi kỳ À, ngoài ra mình còn một cái máy nữa là DCD791 nha. Cũng đang được khuyến mại giảm giá 50% phí ship và giảm giá 300 ngàn. À, một mức giảm rất là lớn luôn. Rồi, ok, ad vô giỏ hàng xong rồi. Đó, bỏ bớt một cái đi để chúng ta thấy là nó đang được có mức giá rất là tốt luôn. Không những giá tốt mà còn phí vận chuyển tốt. Tại sao cái này là 71.500 đồng? Thì bên này nó sẽ tính như thế này nè. À, 5 kg đầu tiên đó là Năm ký đầu tiên đó là 55 ngàn Bắt đầu cái ký tiếp theo, nửa ký tiếp theo đó là thêm 5 ngàn rưỡi Cứ nửa thí tiếp theo là 5 ngàn rưỡi Cái này à, so với 55 ngàn thì nó sẽ trên lệch là, là khoảng à, thêm, uh, Nó mất thêm khoảng 2 ký nữa Tiếng này cái thùng hàng này nó khoảng 7 ký 7 ký Thì bình nếu bình thường 7 ký của mình Mà mình ship đi từ đây mà đến Hà Nội á, thì giá ship sẽ không dưới 100 ngàn Mình cá chắc chắn như điều đó luôn và đặc biệt là cái thời gian giao hàng mọi người thấy hôm nay là ngày hôm nay là ngày 9 ngày 9 rồi ngày mai là thứ bảy chủ nhật đúng rồi nó phải trừ 9 mai 10 mai 11 nó trừ thứ bảy chủ nhật thì nó ra cái phí này đó thì như này là hoàn toàn hợp lý với lại một điều nữa tại sao lại cái mọi người thấy cái thời gian nó ship hơi lâu tại vì hàng này là hàng pin nha hàng pin không có đi được đường e không được đi đường máy bay nên là nó phải đi đường đường là đường 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 bộ nên là cái thời gian ship nó sẽ lâu hơn những cái loại máy khác đó sau khi mình tiến hành thanh toán thì mọi người sẽ thấy nó đã được ép một cái mã giảm giá đó là 35 mươi lăm triệu đồng à, quá trời hấp dẫn luôn ha nhớ chuyển khoản trước nha anh em nào thích thanh toán tiền nào ngân hàng là không có được áp dụng cái khuyến mãi đâu tại bên mình sẽ hủy cái đơn này rồi sau khi mình làm xong thì mình sẽ chỉ cần xác nhận đơn hàng cái là xong Ok, việc mua hàng trên store là một rất là đơn giản luôn. Nếu anh em nào đã nhớ mã thì cái việc tìm mã rất là đơn giản. Còn nếu mà chúng ta hết chúng ta xem thì chúng ta cứ lạng vô những cái thư mục như thế này chúng ta xem nè. Mình đã phân ra rất là nhiều thư mục rồi ha. Thì hàng ở đây đó thì chúng ta sẽ thấy rằng anh uh, nhiều anh em phân phiền đó là um, có khi ở đây có hàng mà chứ không hàng thì cái việc này là mình cũng chấp nhận tại vì cái việc để mình đồng bộ được cái kho hàng trên này và hàng thực tế đó, thì nó cần một khoảng thời gian dài để mình có thể làm được cái chuyện đó còn hiện tại thì bên mình chỉ có thể hỗ trợ đến mức hiện tại thôi và bên mình đang cố gắng phát triển thêm à, thì những cái sản phẩm này thường mọi người tích vô thì nó sẽ không có không có hàng nhưng mà thật sự hàng của makita và Boss là anh em cứ, cứ hỏi cái nào mình có đăng trên web thì giá là giá trên web và nếu cho anh em muốn mua chỉ cần chỉ cần alo hoặc là chỉ cần uh, nhắn tin thì bên mình sẽ đặt hàng về chẳng hạn như cái này cái máy này nó sao thì uh, giá nó sao thì bên mình bán giá y chang vậy đó ha máy cái robot thì mình còn mình đang hãng đây hỗ trợ mình uh, sản phẩm để review và thứ hai nữa là để chụp hình tăng lên web thì cái hướng của mình đi mọi người thấy á, hàng của mình đăng mình bán á, là hàng thật hình thật như cái hình này mọi người thấy là hình của mình đó chụp tại studio của mình chứ không phải là hình mình ăn cắp ăn trộm hay là mình lấy từ đâu hết à, và đó là cái mục đích của mình mục đích của mình trong tương lai mục tiêu chứ xin lỗi mục tiêu trong tương lai mình muốn là những cái hình ảnh sản phẩm của mình không cần quá đẹp xuất sắc tại vì đẹp quá khi nó lại không có nhìn đúng cái bản chất của cái sản phẩm thực tế à, mình là muốn đưa một cái sản phẩm mà nó nhìn giống với thực tế nhất đến khi mà chúng ta nhận hàng chúng ta không có gì bỡ ngỡ chúng ta không có gì mà phải ủa sao mà anh chụp hình nó đẹp quá mà thực tế tôi nhận hàng nó không được như vậy đó ví dụ cái dòi hơi nhận, nhận ở ngoài nó sẽ giống y chang vậy nó không khác gì hết À, tỷ lệ hình tỷ lệ kích thước nó cũng giống vậy đó à, nhiều cái thì mình chụp lên thì mình thấy nó bự chà bá lửa nhưng mà khi mình nhận thì nó có chút xíu à thì cái đó cũng là một cái vấn đề đó thì bên mình đã sẽ cố gắng khắc phục hầu hết khoảng 50% trăm những cái sản phẩm bên mình là hình thật hết á anh em thấy cái hình nào mà có cái mặt bàn á đây những cái hình dạng như thế này là nó có một cái cái, cái 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 trường phái nó có một cái cái kiểu thôi à, là để cho một cái bàn gỗ để chụp thì đó là hình của bên mình À, cái hình có chỉ store là một nè đó là hình của mình đó ok cảm ơn mọi người đã ủng hộ store là một bây giờ chắc chắn là à, việc mà mua hàng trên website nó sẽ rất là đơn giản rồi nên mà chúng ta có thể tranh thủ chúng ta mua trên đây đi ha mua trên đây thì có nhiều cái thông tin hơn và đa dạng sản phẩm hơn chúng ta có thể lựa chọn dễ dàng và sắp tới thì mình có app thì anh em có thể ngồi lướt app thì còn khỏe nữa ok cảm ơn mọi người đã xem cái video này à, à, tôi là Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại